Chào mừng cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Tường Vũ Channel. Rất vui tiếp tục gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong video buổi trưa ngày thứ ba, ngày 8 tháng 8 năm 2023. Bây giờ là 12 giờ. Hiện tại phía trước màn hình của cô chú anh chị và các bạn đó là đường Nguyễn Thị Minh Khai, nghĩa là đường Hồng Thập Tự ngày xưa. Theo hướng màn hình của chúng ta là đi về bên công viên văn hóa Tàu Đàn. Còn hướng thẳng màn hình này thì mình đi về bên ngã 6 Cộng Hòa, kính thưa quý vị. Trong buổi trưa ngày hôm nay, Tường Vũ Channel kính mời tất cả quý vị và các bạn chúng ta đi cập nhật tình hình trung tâm Sài Gòn, đặc biệt là quận 3. Và chúng ta sẽ cập nhật tình hình hai ngôi chợ truyền thống, đó là chợ Vườn Chuối và chợ Bàn Cờ ở tại quận 3. Và ngay trước mắt của chúng ta đó là hai căn nhà đóng cửa triền miên, có những cái bản dán cho thuê nhà, cho thuê mặt bằng bán nhà ở trên con đường Hồng Thập Tự năm xưa, hướng đi về bên ngã 6 Cộng Hòa. Phải nói tình hình kinh tế vẫn đang bị ảnh hưởng, chưa có dấu hiệu hồi sinh trở lại. Mặc dù chúng ta thấy thì hiện nay trên thế giới cũng đã bắt đầu dần dần có một số quốc gia cũng đã cho thấy nền kinh tế dần dần có sự khôi phục nhẹ trở lại rồi. Mặt bằng ở phía bên tay phải màn hình của quý cô chú anh chị và các bạn, phải nói rằng ít nhất là cũng phải 3 tháng rồi nhưng mà vẫn chưa thể nào tìm được một khách hàng đến để hỏi thuê, cho thuê nhà nguyên căn. Phải nói vị trí trên đường Nguyễn Thị Minh Khai này là gần bệnh viện Phụ Sản Từ Dụ đó, kính thưa quý vị. Nhưng mà tình hình hiện nay thì phải nói khắp cả các quận huyện ở tại Sài Gòn, mặt bằng cực kỳ khó tìm khách đến mà hỏi thuê. Và ngày nay thì chúng ta biết rằng là thuê thì cũng chưa hẳn tìm được cái ngành nghề nào để mà kinh doanh cho nó hiệu quả, với kinh tế suy thoái nặng nề, thất nghiệp tràn lan, bà con có nguy cơ gặp đói khổ, thiếu tiền để mà chuẩn bị lo cho con cái bước vào năm học mới. Đối với những người có công việc ổn định như là cán bộ nhà nước hay là một số ngành nghề khác ổn định thì mình không nói đến. Nhưng ở đây Tường Vũ Channel muốn nói rằng là những cái hoàn cảnh người lao động nghèo ở dưới quê lên thành thị để mong tìm kiếm một cơ hội mới, tìm kiếm một công việc mới để làm sao có đủ cái số tiền lo cho gia đình và đặc biệt là chăm lo cho con cái học hành. Như anh chị cũng biết thì cuộc sống ở thành thị, đặc biệt tại Sài Gòn, nó rất là cao. Chúng ta muốn làm cái gì cũng phải có tiền, đụng cái gì cũng phải có tiền. Cho nên cái việc mà hiện nay với người lao động mất việc, không thể nào tìm được việc làm. Ngày nay như quý vị thấy ở ngoài đường đó, chúng ta thấy lực lượng Grabbike nè, GrabFood nè, GoCheck nè, hay những cái taxi công nghệ khác mà cũng có phụ nữ chạy luôn quý vị, cũng có các bạn trẻ chạy luôn nha. Phụ nữ lớn tuổi cũng có, tầm ba mấy 40, và những bạn hai mấy 30 cũng xách chiếc xe máy ra chạy Grab luôn quý vị. Ngày trước không có nha, cách đây 5 năm trước thì chúng ta đi ngoài đường á, thỉnh thoảng hiếm gặp một bạn nữ nào mà làm nghề xe ôm công nghệ hết. Nhưng mà ngày nay anh chị thấy là lực lượng shipper giao hàng, mua thức ăn cho hành khách nè, cho khách hàng của mình nè, cũng có nữ rất là nhiều luôn. Phía trước màn hình của chúng ta thì một cái căn nhà thật là rộng lớn và vẫn dán cho thuê nhà. Và để bắt đầu video trong buổi trưa ngày hôm nay, Tường Vũ Channel xin kính chúc tất cả quý vị và các bạn luôn tràn đầy sức khỏe, bình an, may mắn và thành công. Bây giờ chúng ta sẽ đi trên con đường Nguyễn Thị Minh Khai, sau đó mình sẽ rẽ tay phải để vào con đường Nguyễn Thượng Hiền, rồi mình sẽ về bên chợ Vườn Chuối để cập nhật tình hình trực tiếp ở chợ Vườn Chuối, xem thử chợ truyền thống ngày hôm nay như thế nào nhé. Phải nói cái việc mà Sài Gòn của chúng ta, người giàu như mình đã nói nhiều lần, người giàu thì không đáng lo, và chỉ lo là lo cho người nghèo mà thôi, người mất việc làm mà thôi. Và trong cái video clip ngày hôm nay thì Tường Vũ Channel muốn nhấn rằng, và trong cái video clip ngày hôm nay thì Tường Vũ Channel muốn đề cập sâu và nhiều hơn một chút, đó là về
những cái tương lai của sinh viên Việt Nam hiện tại đang theo học tại các cái trường đại học ở Việt Nam như thế nào, và chúng ta có thể hình dung được là cái bi kịch, gọi là bi kịch đi, đối với sinh viên học đại học theo một cái trào lưu, hay là mình nói cách khác là sinh viên ngày nay ở Việt Nam á, người ta học theo cái phong trào. Và khi mà học theo phong trào, học theo giống như thôi chúng ta cứ học đại học đi, mang cái tiếng học đại học đi để có một cái bằng, nhưng thực tế nó không hiệu quả và nó không có mang đến cái công việc tốt để mà khi chúng ta ra trường. Cho nên có rất nhiều sinh viên hiện nay ra trường phải chạy Grab. Chạy Grab cô chú anh chị và các bạn nha. Sinh viên hiện nay ra trường chạy Grab rất nhiều. Với tình hình như hiện nay và tình trạng như hiện nay thì Tường Vũ Channel nghĩ rằng là cử nhân ra trường có cái bằng cử nhân trong tay thì cũng đành cắt cái bằng tốt nghiệp đó, và nhiều bạn phải rẽ sang một cái hướng khác. Nhưng mà với cái điều kiện kinh tế khó khăn như hiện nay ở tại Sài Gòn nói riêng và toàn thế giới nói chung, thì chắc chắn cái việc mà chọn cái phương án là chạy xe ôm công nghệ, hay là đi làm công nhân, hay là đi làm bồi bàn, làm dịch vụ ở một số cái quán cà phê, hay là một số cái trung tâm thương mại như là Takashimaya, hay là Vincom Center, hay là một số cái tòa nhà trung tâm thương mại khác, thì đây là có thể nói một trong những cái hồi chuông cực kỳ nguy hiểm, và phải nói là một cái hồi chuông báo động về lãng phí chất xám của những bạn trẻ. Không những là lãng phí chất xám mà còn lãng phí luôn cái việc mà tuổi trẻ, quý vị. Tiếp theo bên tay trái màn hình của chúng ta, ở trên con đường Nguyễn Thượng Hiền cũng có một căn nhà cà phê bán nhà. Căn này là bán, quý vị, nhà bán. Nguyễn Thượng Hiền, đoạn từ Nguyễn Thị Minh Khai đến đoạn Võ Văn Tần đó. Để xem mình cập nhật với căn nhà để bán diện tích là bao nhiêu. Nhà bán bề ngang 3,2m, chiều dài là 12,5m, hai mặt tiền số hồng chính chủ luôn, rất rõ ràng. Số điện thoại liên hệ chính chủ luôn, kính thưa quý vị, anh chị, cô chú Việt Kiều nào có nhu cầu mua nhà ở tại trung tâm Sài Gòn, đặc biệt là quận 3, thì chúng ta có thể liên hệ ở đây cũng được. Mặc dù nhà nhỏ nhưng mà không phải rẻ đâu quý vị. Trên con đường Nguyễn Thượng Hiền này hiện nay đã trở thành phố ẩm thực đêm rồi đó. Ngày cuối tuần đã cấm xe vào bên trong rồi, cấm xe hơi quý vị nha, không phải cấm xe máy. Thì quay trở lại với cái việc mà tình trạng sinh viên đang học và tình trạng mà sinh viên đã ra trường, có nghĩa là cầm trong tay bằng cử nhân rồi, thì người ta đi chạy xe ôm làm những dịch vụ mà không phải đúng cái chuyên môn và cũng không phải đúng với trình độ, cái thời gian chúng ta bỏ ra như vậy thì phải nói thật sự rất lãng phí. Lãng phí về chất xám, lãng phí về cái tài chính mà chúng ta đã bỏ ra số tiền rất lớn để mà học hành 4 năm đại học. Hiện nay như quý vị và các bạn biết là học ở tại các cái trường đại học Sài Gòn đó, thì một năm chúng ta phải tốn cả 100 triệu để mà học đại học nha quý vị. Thì như vậy có thể nói rằng là khi mà lấy cái bằng cử nhân ra trường không tìm được ngành nghề làm việc, chúng ta chắc chắn là vô tình bỏ mất đi, lãng phí đi cái thời gian vàng. Đó là cái hồi chuông cảnh báo cho tất cả những bạn trẻ hiện nay. Bộ phận giới trẻ hiện nay là như vậy rồi. Nhiều bạn nghĩ nó rất là cạn, nó rất là ngắn, nó không nghĩ tương lai xa. Tương lai xa thì chúng ta những cái việc lặt vặt này chúng ta phải làm phụ để hỗ trợ cho chúng ta trên cái con đường mà chúng ta tìm công việc ổn định. Khi mà chúng ta đã bỏ tiền, bỏ công sức, bỏ thời gian vàng để mà lấy cái bằng cử nhân. Chợ Vườn Chuối. Trước màn hình của cô chú anh chị và các bạn đó là cửa chính của chợ Vườn Chuối nha. Bây giờ Tường Vũ Channel sẽ đi sang bên đó, chạy vào bên trong chợ xem thử tình hình hiện nay chợ truyền thống này như thế nào. Hiện nay thì anh chị cũng biết là
cái số phận của những ngôi chợ truyền thống như thế này dần dần sẽ mất lượng khách rất lớn. Bởi lẽ họ đã đi vào các cái trung, bởi lẽ khách đã đi vào các cái trung tâm thương mại rất nhiều rồi, và bên trong chúng ta thấy cũng rất là ảm đạm thôi, buôn bán thì khách cứ chẳng thấy là bao. Rồi như vậy thì cái việc mà chọn di chuyển bằng xe ôm công nghệ hiện nay thì theo như Tường Vũ Channel cũng đã có nhiều lần đặt xe ôm công nghệ, xe hai bánh cũng như là xe bốn bánh luôn để mình di chuyển trong Sài Gòn đó, thì mình cũng đã có nhiều lần tiếp xúc trực tiếp với các bác tài xe hơi cũng có, mà bác tài xe hai bánh luôn. Thì hầu hết những bác tài này ở độ tuổi cực kỳ trẻ luôn, đặc biệt là xe ôm hai bánh thì phải nói là đa số sinh viên rất là trẻ, tầm dưới 30 tuổi vậy, tầm hai mấy, 25, 26, 27 thôi à. Còn taxi công nghệ xe hơi đó thì anh chị cũng lớn tuổi, bốn mấy, 50, 60 cũng có hết. Nhưng mà phải nói cái tình trạng hiện nay nhiều bạn chia sẻ rằng là ra trường không có tìm được việc làm, không có công ty nào nhận hết cô chú anh chị và các bạn. Nhìn các bạn chạy xe ôm này mình cũng cảm thấy rất là chạnh lòng và cảm thấy rất là đau xót cho những cái bạn này đã tốt nghiệp đại học nhưng mà không tìm được việc làm. Cũng có một cái số bạn hôm trước mình đi thì bạn đã chia sẻ rằng là bạn học đại học khoa học tự nhiên nha quý vị. Đại học khoa học tự nhiên nằm trên đường Nguyễn Văn Cừ đó, trên đường Cộng Hòa năm xưa đó cô chú anh chị. Học đại học khoa học tự nhiên chứ không phải là trường bình thường. Nhưng mà khi ra trường thì cũng có về làm nhân viên cho một cái doanh nghiệp, nhân viên văn phòng cho một doanh nghiệp, nhưng mà nhân viên văn phòng hiện nay thì mức lương tuyển mới vào nghề tầm từ 6 đến 8 triệu đồng thôi chứ không có cao hơn được. Từ 6 đến 8 triệu đồng trong một tháng nhé. Thì như vậy mức lương quá thấp cho nên các bạn đã không thể nào trụ nổi, cho nên đã đành bỏ cái việc làm doanh nghiệp để mà trở về quê. Trở về quê thì lại không có việc làm, bạn lên Sài Gòn bạn lại lái chiếc xe, bạn chạy Grab để kiếm tiền qua ngày mà thôi. Tuy nhiên thì bạn chia sẻ rằng là có lẽ cuối năm khoảng tháng 1, tháng 12 gì đó bạn sẽ bắt đầu quyết định trở về quê nhà làm việc tại quê hương thôi. Thì bạn cho rằng là khi mà về quê nhà đó quý vị, cái mức lương nó sẽ thấp nhưng mà cuộc sống đỡ áp lực hơn, chi phí cũng thấp hơn và đỡ tốn kém nhiều khoản hơn. Đây là những hình ảnh được Tường Vũ Channel ghi hình trực tiếp vào buổi trưa ngày 8 tháng 8 năm 2023 quý vị. Tất nhiên thì bây giờ buổi trưa thì chợ nó cũng hơi vắng là đúng thôi, nhưng mà hiện nay với cái chợ Vườn Chuối cũng như là chợ Bàn Cờ thì lượng khách giảm rất là nhiều luôn. Đây là mình đang đi ở vòng bên ngoài thôi nha quý vị, còn những cái sạp bên trong thì dường như đóng cửa hết rồi. Vài ngày nữa mình sẽ cập nhật trực tiếp ở bên trong để gửi đến cho quý vị và các bạn. Hiện nay tiểu thương kinh doanh cũng đang rất là ế ẩm và họ chán nản, họ không muốn mở sạp buôn bán nữa cô chú anh chị. Suốt cả ngày nhiều khi bán không được một món hàng nào luôn mà. Phải nói tình hình rất là buồn đối với những tiểu thương có những cái sạp ở bên trong lòng chợ quý vị. Ngày nay thì những sạp bán bên trong lòng chợ như một số chợ là chợ An Đông nè, chợ Vườn Chuối, chợ Bàn Cờ, rồi chợ Thái Bình, chợ Tân Định luôn, rất là ế ẩm luôn quý vị. Phải nói là rất là ế ẩm luôn. Cho nên liệu rằng những cái sạp bán truyền thống ở trong chợ nổi tiếng của Sài Gòn sẽ tồn tại đến bao giờ? Kính thưa quý vị, theo một thống kê vào đầu năm 2022 thì Việt Nam có khoảng hơn 200.000 lái xe công nghệ của Grab, tức là công ty Grab Việt Nam. Trong đó có khoảng 26
70% có trình độ từ cao đẳng trở lên, và khảo sát những công ty tư vấn về nhân lực đã cho thấy là Việt Nam có tới hơn 1.000 công nhân đã tốt nghiệp đại học, và con số này còn cao hơn nhiều do là một số người vẫn chỉ tốt nghiệp ở phổ thông để tránh bị dị nghị mà thôi. Thầy nói với cái việc mà tình trạng các cử nhân sau khi dành 4 năm học ở giảng đường ở những ngôi trường đại học tại Sài Gòn nói riêng và cả nước nói chung lại đành vác cái bằng tốt nghiệp của mình trong tủ rồi rẽ sang một cái nhánh khác, xe ôm công nghệ, làm công nhân, phải nói là đau đớn thật quý vị. Thế bây giờ như hôm trước Thường Vũ Chí Nội cũng có đề cập đến cái việc mà sinh viên ra trường nộp bằng cấp để mà tuyển dụng xin việc làm, thì hầu như 100% các doanh nghiệp, các công ty lớn nhỏ đều hỏi là em đã từng làm ở đâu chưa, em đã có kinh nghiệm làm việc ở đâu chưa. Thì những bạn nào đã có kinh nghiệm, đó là một trong những lợi thế mạnh hơn những ứng viên khác khi mà nộp hồ sơ tuyển dụng vào các cơ quan công ty để mà làm việc. Đối với người Sài Gòn khi mà chúng ta đi học đại học thì thấy nó cũng bình thường, nhưng mà những người ở dưới quê đó, thì khi mà con cái cháu ở trong gia đình mà đậu đại học thì phải nói cả họ hàng mừng vui hẳn lên. Nhiều khi có tổ chức ăn mừng để mà chúc mừng cháu nó đã đậu được trường đại học. Thì đây có lẽ là cái nền văn hóa của Việt Nam chịu ảnh hưởng của nền Nho giáo ngày xưa. Ngày xưa chúng ta quan niệm là con đường học hành, trình độ học vấn rồi cử nhân thì quan trọng nhất, cho nên nó đã dẫn đến cái tư tưởng là bằng cấp là quan trọng. Vì vậy nhiều gia đình dù là con học yếu học kém rồi không có khả năng học luôn, nhiều khi con cũng có một năng khiếu về thể thao hay về thời trang hay một ngành nghề gì khác như là ca hát múa gì đó, nhưng mà lại không cho đi học, lại bắt đi con, lại ép con đi học đại học để có một cái tấm bằng với bao nhiêu người con khác của hàng xóm xung quanh. Thì đó là ngày xưa, thì cái quan điểm đó mình cũng không nói làm gì, nhưng mà thật sự nó cũng rất là lãng phí. Là một cái điều nhức nhối hiện nay đối với những bạn trẻ sinh viên khi mà chúng ta đăng ký một cái ngành nghề để mà chúng ta chọn học, thì đó nó không phải là ngành nghề mà chúng ta thích, cũng như là không phải ngành nghề mà chúng ta đam mê, không phải là cái sở thích của chúng ta, của các bạn đó. Cho nên cái việc mà chọn sai ngay từ đầu cũng dẫn đến học hành không hiệu quả rồi chán nản đi. Chúng ta đang có mặt trên con đường Nguyễn Đình Chiểu nha quý vị. Mình sẽ đi về bên chợ Bàn Cờ để tiếp tục cập nhật hình ảnh trong ngôi chợ Bàn Cờ truyền thống ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta cập nhật tình hình xung quanh chợ Vườn Chuối và chợ Bàn Cờ để gửi đến cho quý vị và các bạn. Thời tiết tại Sài Gòn buổi trưa ngày hôm nay cực kỳ nóng luôn. Nhiệt độ phải nói là khoảng 35-36 độ C nếu mà đi ở ngoài đường đó. Đây là ngã tư của đường Cao Thắng và đường Nguyễn Đình Chiểu. Bây giờ mình sẽ rẽ tay trái nó vào con hẻm này quý vị, để đi xuyên qua bên trong của chợ Bàn Cờ. Phải nói hiện nay là thậm chí nhiều sinh viên người ta bỏ thực tập luôn để mà lấy bằng cử nhân, để mà làm luận án tốt nghiệp. Sau khi mà họ đã dùng chiếc xe máy của mình làm nghề chạy sơm, làm nghề shipper, thì họ bỏ luôn học việc học dở dang như vậy.
cho nên rất là khó khăn để mà có được cái bằng cũng như là có những kinh nghiệm thực tế sau khi lấy bằng và xin vào cơ quan. Phải nói ngày nay với cái việc mà sinh viên Việt Nam lười đến công ty, đến doanh nghiệp để mà thực tập trước khi mà chúng ta làm tốt nghiệp lấy bằng cử nhân. Các bạn đó chỉ tới giao lưu làm quen rồi sau đó xin cái dấu mộc của công ty để xác nhận, rồi mang cái đề tài đó về nộp ra trường, báo cáo là đã thực tập tại công ty đó mà thôi. Như vậy từ đó những bạn sinh viên đó sẽ thiếu vắng những cái kỹ năng cơ bản. Tại vì khi mà chúng ta đi thực tập tại những cái công ty thì đó là chúng ta thấy được công việc thực tiễn mà chúng ta nhận được, nó lợi rất là nhiều. Còn nếu mà chúng ta đến để mà xin dấu mộc học vào cho nó hợp lệ cái bộ hồ sơ, cái đề án của chúng ta để nộp về cho trường thì từ đó chúng ta thiếu cái kỹ năng cơ bản rất nhiều luôn. Và khi mà các bạn đó không có kỹ năng, không có kinh nghiệm đi ra thì việc làm thiếu chuyên môn, không đúng chuyên môn, người ta trả lương thấp. Trả lương thấp thì các bạn nó lại chán nản, rồi lại thêm nhiều áp lực khác nữa. Từ đó những bạn gọi là tân cử nhân đã vội vã chọn con đường chạy xe ôm công nghệ hoặc là đi làm công nhân vì cũng không còn cách lựa chọn nào khác. Mình đang chạy ra con đường Nguyễn Đình Chiểu để mình đến cái cổng chính của chợ Bàn Cờ, sau đó chúng ta đi vào bên trong cập nhật trực tiếp ngày hôm nay chợ Bàn Cờ như thế nào. Có nhiều anh chị bên nước ngoài yêu cầu ghi hình chung cư Nguyễn Thiện Thực nhưng mà mình cũng chưa có ghi hình được, mong quý vị vui lòng thông cảm nhé. Và phía bên tay trái màn hình của chúng ta đó là chợ Bàn Cờ nhé. Hiện nay sở dĩ cái tình trạng mà sinh viên ra trường mất việc làm, thất nghiệp rồi không xin được việc làm thì cái nguyên nhân nó thuộc về cái vấn đề thu nhập, cũng là một phần trong đó, kính thưa quý vị. Thực tế thì sinh viên mới ra trường đó thì phần lớn là không dễ dàng tìm được những công việc đúng ngành nghề mà lương cao, điều đó là không thể nào có. Ngày xưa từ vũ trang đi làm lương khởi điểm chỉ là 4 triệu mấy mà thôi nha, 4 triệu mấy một tháng lương nha quý vị. Thời đó chưa có smartphone, chưa có gì hết, chỉ có điện thoại cầm tay 3120 hay là 1280 trắng đen mà thôi là hay lắm rồi. Còn ngày nay thì sinh viên người ta không chấp nhận những cái công việc mà không đúng ngành nghề và họ cứ yêu cầu lương cao, trừ những sinh viên mà tốt nghiệp xuất sắc á, với lại nỗ lực hết mình trong cái con đường mà lúc mà còn đi học, tức là họ có ý thức theo đuổi nghề nghiệp nghiêm túc thì họ mới có được một cái công việc ổn định lương cao. Bây giờ mình sẽ đi vào bên trong của chợ Bàn Cờ để cập nhật hình ảnh ở tại đây gửi đến cho quý vị và các bạn. Nhiều bạn trẻ Việt Nam bây giờ cứ tìm cái việc nhẹ mà lương cao. Thì thật ra việc nhẹ lương cao không phải là miếng bánh dành cho những cử nhân đại học theo phong trào được. Chưa có kinh nghiệm, ngoại ngữ thì yếu kém, trình độ tin học cũng thấp, rồi các bạn đó là không có sức để mà nộp hồ sơ vào doanh nghiệp lớn đâu, chắc chắn là như vậy. Không có sức. Nhiều công ty doanh nghiệp lớn người ta phải tuyển chọn sinh viên xuất sắc 8 điểm trở lên, trình độ ngoại ngữ tốt,
kỹ năng vi tính ở mức là trình độ B trở lên. Chưa kể hiện nay là người ta đánh giá mạnh về cái ngoại hình nữa quý vị. Với thời buổi hiện nay, ngoại hình là một vấn đề cực kỳ quan trọng. Không cần phải quá đẹp, quá xuất sắc, quá lộng lẫy, nhưng mà chúng ta cần phải là ngoại hình ưa nhìn, ngoại hình thoáng, dễ nhìn quý vị. Đó là một trong những cái ấn tượng đầu tiên mà những nhà tuyển dụng ở tại Việt Nam hiện nay, những công ty lớn hiện nay, người ta lấy cái cảm tình từ những ứng viên nộp hồ sơ vào. Nếu như những ứng viên đó có một cái ngoại hình ưa nhìn, cảm giác thân thiện thì chắc chắn là chiếm một cái tỷ lệ khá cao. Và như anh chị biết thì trong cái thời buổi kinh tế thị trường khó khăn như hiện nay, giá cả thì leo thang, tiền thuê nhà tăng. Hiện nay tiền thuê nhà ở tại Sài Gòn rẻ cũng phải tầm 2 triệu. Những cái căn nhà trung tâm thì 2 triệu rưỡi đến 3 triệu một tháng. Rồi chưa kể là tiền điện nè, tiền nước nè, tiền điện thoại nè, tiền internet nè, tiền rác nè, đủ loại tiền hết quý vị. Thì bao nhiêu đó cũng đã tiêu tốn hết hơn một nửa tháng lương của các bạn rồi. Vì vậy cho nên những cử nhân mà sống vật vờ, sống phải nói là rất là tiết kiệm giữa một thành phố lớn như Sài Gòn của chúng ta, đó là một dấu hỏi cực kỳ lớn chứ không phải nhỏ các bạn. Tuổi trẻ là tương lai của đất nước, đó là câu nói không bao giờ sai. Tuổi trẻ là tương lai của đất nước. Trong khi đó thì cái việc mà gia nhập thị trường Grab hiện nay thì lương của các bạn có thể cao hơn mức lương của nhân viên đó. Chắc chắn là khi mà các bạn ra chạy Grab thì chạy một ngày khoảng từ 10 đến 12 tiếng đồng hồ, chạy siêng năng luôn, nghĩa là không bỏ một cuốc xe nào, cuốc xe gần hay là cuốc xe cao, cuốc xe gần hay là cuốc xe xa, cuốc xe ít tiền hay là cuốc xe nhiều tiền thì các bạn đều chạy hết. Có nghĩa là cứ ứng dụng nổ một phát là các bạn chạy 100%, không hủy, không bỏ, không cancel một cuốc xe nào. Thì những bạn đó sẽ được Grab, nó sẽ gọi là nó lập trình đó, nó sẽ hiểu ngay là nhân viên đó siêng năng làm việc, cái app đó siêng năng làm việc, người ta sẽ ưu tiên cuốc xe hơn. Và như vậy có lẽ những hình ảnh này cũng đã khép lại video trên kênh YouTube Tường Vũ Channel ngày hôm nay. Xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Ước mong được gặp lại tất cả cô chú anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.